đến với cách tạo dáng lông mày theo tỷ lệ chuẩn và dáng lông mày phù hợp với đa số các kiểu khuôn mặt nhé. Để có được một dáng lông mày đẹp và chuẩn thì chúng ta cần phải có một cái căn bản nhất định. Đó chính là chúng ta phải xác định được cái điểm đầu và điểm cuối của dáng lông mày. Nó sẽ đi từ đâu đến đâu và sau đấy chúng ta mới bắt tay vào làm. Thế thì việc đầu tiên là chúng ta cần xác định cái điểm đầu của dáng lông mày. Điểm đầu của dáng lông mày nó sẽ luôn luôn là thẳng với hai bên cánh mũi. Chúng ta sẽ đo cây cọ từ hai bên cánh mũi này thẳng lên. Và như hiện tại bạn mẫu đang ngồi đây thì sẽ là một cái đầu lông mày khá là chuẩn này. Chúng ta sẽ chấm một điểm của cái đầu trên lông mày. Điểm đuôi lông mày thì chúng mình sẽ xác định bằng một đường thẳng từ phần nhân trung, đo xéo qua đuôi mắt, đo từ phần nhân trung, đo xéo qua cánh mũi và đi qua đuôi mắt. Và cái điểm cọ mà chúng ta chạm tới nó sẽ là cái điểm cuối cùng của cái phần lông mày của chúng ta. Mình sẽ chấm một điểm ở tại đây. Và khi mà chúng ta xác định được điểm đầu và điểm đuôi của lông mày rồi thì các bạn sẽ chia ra 3 phần đều nhau giúp Mai. 1 phần, 2 phần và điểm cuối cùng sẽ là 3 phần. Khi mà chúng ta chưa định hình và khi mà chúng ta chưa định hình được dáng lông mày thì chúng ta phải chấm vào đây để nó có cái điểm định hình nhất định thì chúng ta mới có thể có được một cái dáng lông mày tốt được. Và sau khi chia ra thành 3 phần đều nhau rồi thì các bạn lưu ý là cái phần đầu lông mày chúng ta lại chia tiếp ra 3 phần tiếp. Và sau khi mình chia cái phần đầu ra làm 3 phần đều nhau rồi thì chúng ta sẽ gióng thẳng một đường từ cái điểm cuối của phần 1 đầu lông mày đi xuống và xác định điểm đầu dưới của lông mày. Lông mày của chúng ta đầu trên nó sẽ thẳng với lại cái phần sống mũi đi lên, còn đầu dưới thì sẽ hụt lại một chút. Và chúng ta xác định tiếp cái đỉnh dưới của lông mày. Và điểm đuôi thì chúng ta luôn luôn là một điểm nhất định thôi. Sau khi mà các bạn đã xác định được rõ các điểm đầu và đuôi chia ra 3 phần đều nhau, thế thì chúng ta sẽ chia tiếp cái phần đầu nữa ra 3 phần đều nhau nữa. Xác định được cái đầu dưới của lông mày và đỉnh dưới của lông mày rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào để vẽ cái dáng lông mày. Dáng lông mày của chúng ta sẽ là từ đầu đi lên đỉnh là 2/3 của cái dáng lông mày và 1/3 sẽ là từ phần đỉnh đi xuống đuôi. Lông mày của chúng ta phần đầu sẽ to 0,6cm và nó sẽ nhỏ dần, đi lên đỉnh sẽ còn 0,5 và đi xuống đuôi thì nó sẽ nhỏ hơn nữa, sẽ còn 0,4cm. Đây là một cái tỷ lệ chuẩn nhất định mà các bạn cần phải lưu ý là nhớ cho Mai Phan nhé. À, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lông mày nhé. Cái điểm đầu tiên chúng ta đặt bút chính là cái điểm được xác định, đây là phần đỉnh dưới của lông mày. Chúng ta sẽ vẽ một đường từ phần đỉnh dưới đi xuống, đi xéo xuống về đến điểm đầu dưới của phần đầu lông mày. Tiếp theo là một đường tiếp theo, vẫn là cái đỉnh dưới của lông mày và chúng ta đặt bút vào vẽ một đường từ đỉnh dưới đi ra phần đuôi lông mày. Sau khi chúng ta tạo được cái đường dưới của khuôn lông mày rồi thì gần như là chúng ta đã nhìn nó ra cái form lông mày hơn rồi đấy. Và sau khi mà chúng ta đã tạo được cái form lông mày là cái đường bên dưới của lông mày từ đỉnh đi về đầu và từ đỉnh đi ra đuôi, như vậy là chúng ta đã nhìn ra dáng lông mày có form đẹp hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà để cho đều màu hơn và cái form của chúng ta chuẩn hơn thì chúng ta sẽ đặt tiếp một đường được xác định là cái đỉnh trên của lông mày, vẽ một đường từ đỉnh trên đi xuống đuôi lông mày.
và chúng ta tô cho phần màu ở đây được đều lại. Và sau khi mà chúng ta đã tạo được cái dáng lông mày rồi thì chúng ta có thể cất cây chì này đi và chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng bột để tan cho dáng lông mày chúng ta được mềm mại hơn. Về phần bột lông mày thì các bạn nên lưu ý rằng là mình sẽ lựa chọn cái màu nó phù hợp với màu lông mày thật của mình nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng cây cọ có đầu, chúng ta sẽ sử dụng cây cọ có đầu dẹt như thế này và hơi cứng hơn những cây cọ bình thường một chút để tan màu cho lông mày. Chúng ta chấm màu và đặt cọ từ phần đỉnh, tan màu xuống phần đuôi. Hiện tại thì mình đang sử dụng hai màu tản mày. Đối với những cái phần mà nhiều sợi lông mày như thế này, các bạn sẽ sử dụng màu nhạt. Còn cái phần đuôi mà nó bị thiếu sợi lông mày thì chúng ta phải sử dụng cái phần đậm để đưa vào cái phần mà thiếu sợi lông mày. Như vậy thì cái màu lông mày của chúng ta nó mới đều màu được giữa những cái phần mà thiếu sợi lông mày và phần có nhiều sợi lông mày sẽ phải đều lại với nhau. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ tan màu từ đỉnh đi dần về phần đầu. Các bạn chấm màu từng chút một để cho màu lông mày của chúng ta được mềm mại và tự nhiên, không bị bết lại. Cái điểm mà mình đang tan màu đây là cái điểm phần 2 của dáng lông mày. Phần này là cái phần mà nhiều sợi lông mày nhất trên một cái khuôn lông mày. Đại đa số là ai cũng như thế và cái phần này chúng ta chỉ sử dụng màu nhạt thôi nhé, đưa vào để màu lông mày được tự nhiên hơn. Tiếp tục về đến phần đầu lông mày. Phần đầu lông mày thì là cái phần mà sợi lông mày cứng nhưng mà lại rất là thưa. Chính vì thế chúng ta sẽ phải sử dụng pha giữa màu đậm và màu nhạt với nhau để tan vào đây, tan vào điểm đầu. Như vậy thì nó mới có được cái màu lông mày đều và đẹp. Và các bạn tán nhẹ tay để cho màu lông mày được bám đều và bám nhẹ, không bị quá đậm và bết nhé. Và sau khi mà chúng ta tan bột lông mày đều hết trên dáng lông mày rồi thì chúng ta sẽ ngắm lại và kiểm tra lại xem là cái dáng lông mày của chúng ta vừa vẽ xong có bị lem nhem hay là có bị sai dáng hay là lem nhem gì không. Thì nếu như nó bị lem thì các bạn sẽ sử dụng một cái cây cọ che khuyết điểm. Cái cây cọ che khuyết điểm chính là cái cây cọ mà cái bước nền là mình có sử dụng ạ. Và đưa vào những vùng mà bị lem. Còn nếu như không bị lem thì các bạn vẫn cứ cho mình xóa cho mình một đường ở bên dưới đỉnh lông mày đi về đầu và dưới đỉnh lông mày đi ra đuôi để cho cái dáng lông mày của chúng ta được sắc nét hơn. Bởi vì cái đường kem che khuyết điểm nó sẽ làm sáng cái vùng da này lên và lông mày chúng ta sẽ được sắc nét hơn, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái độ mềm mại các bạn nhé. Tạo dáng và tan bột để có được một cặp lông mày đẹp và chuẩn rồi thì các bạn sẽ sử dụng đến cây chì lúc trước. Nó có một cái đầu cọ xoắn, các bạn chuốt cái lông mày lên cho mình để xếp gọn gàng lại những cái sợi lông mày lại với nhau. Nếu như bạn nào mà thích đổi màu lông mày của chúng ta sang màu nâu thì các bạn có thể sử dụng thêm mascara nâu và chuốt tương tự như thế này. Còn nếu mà màu của chúng ta thấy ưng và đều rồi thì thôi nhé. Tương tự như vậy với phần lông mày bên này, các bạn cũng sẽ làm như thế cho mình nhé.